Kinh văn: Thánh nữ Bà La Môn dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết các việc rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Qua Định Tự tại Dương Như Lai mà lập hoằng thệ nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ mà quản thiết phương tiện khiến cho họ đều được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ Dương Vô Độc ngày trước nay chính là Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lược giảng, thánh nữ Bà La Môn dường chiêm bao chợt tỉnh, câu này nguyên văn chữ Hán là Bà La Môn nữ tầm như mộng quy. Chữ tầm vốn có nghĩa là tìm kiếm, nhưng ở đây hàm ý khoảng thời gian không lâu lắm, chỉ trong khoảnh khắc, cho nên tầm như mộng quy tức là dường như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ ngắn ngủi vậy. Rõ biết các việc rồi, tỉnh dậy rồi, thánh nữ hồi tưởng: Ô, tôi vừa đến một bờ biển và gặp đại quỷ Dương Vô Độc, sau đó tôi lại còn trông thấy các thú dữ ở địa ngục cùng các tội nhân nữa. Tôi có hỏi về chỗ thắt sanh của mẹ tôi và được quỷ Dương cho biết là bà đã sanh lên cõi trời rồi. Thánh nữ biết rằng mọi việc mình vừa được chứng kiến hoàn toàn không phải là hư dối, mà là nhờ oai thần của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai gia bị, giúp cho mình được thành tựu ý nguyện. Thánh nữ bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai mà lập hoằng thệ nguyện rằng: Hoằng có nghĩa là rộng lớn to tát. Thánh nữ Bà La Môn phát thệ nguyện rộng lớn như thế nào? Cô ta nguyện: Tôi nguyện từ nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ, những kẻ đang trầm luân trong sáu đường mà quản thiết phương tiện lập ra nhiều phương trước, khiến cho họ đều được giải thoát, lìa khổ được vui. Tận vị lai kiếp tức là đến tận bao giờ, khi nào sẽ là lúc cùng tận? Không thể có lúc cùng tận, do đó thệ nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có lúc cùng tận. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ Dương Vô Độc ngày trước, vì Quỷ Dương đã hỏi đáp cùng với thánh nữ Bà La Môn thổ nọ, nay chính là Tài Thủ Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát Tài Thủ vốn là Vô Độc Quỷ Dương tu tập mà thành. Ngài đã tu pháp thất thánh tài, bảy món của cải quý báu của hàng thánh giả. Một, tín. Đức tin là một báu vật của sự tu hành. Hai, giới tài bảo, truyền giới và thọ giới là những sự kiện hết sức hy hữu, đặc biệt là trong thời mặc pháp mà người xuất gia thì nhất định phải thọ giới mới là người xuất gia hoàn chỉnh. Ba, đam văn tài bảo, được nghe nhiều, biết rộng cũng là một tài sản quý báu. Bốn, xả, biết bố thí, biết xả bỏ cũng là một hạnh quý báu trong sự tu hành. Năm, trí huệ, có trí huệ là điều rất thiết yếu, cho nên trí huệ cũng là báu vật của sự tu hành. Sáu, tàm, tức là lòng xấu hổ. Bảy, quý là lòng hổ thẹn, sợ người chê. Hai chữ tàm và quý này vốn thường đi chung với nhau, nhưng ở đây thì tách riêng ra. Trên đây là những bảo bối mà người tu hành cần phải có. Do có bảy món tài sản quý báu thiêng liêng, tín, giới, đam văn, xả, trí huệ, tàm, quý, nên gọi là Tài Thủ Bồ Tát. Còn thánh nữ Bà La Môn đó, nay chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Cho nên chúng ta cần phải học theo đức hạnh tốt đẹp của tiền thân Bồ Tát Địa Tạng, phải hiếu thảo với cha mẹ, độ thoát cha mẹ. Thank you.